ghe nữa rồi nè đó. Thì hôm nay bà Dê quyết định là sẽ lớn đi bán dịch hả? Cái gì? Lớn vô ghe em tiếp đi bán dịch vậy? Tưởng hôm nay đi bán dịch chứ, từ túi xách dịch rồi lẫn áo dịch rồi mấy con dịch đi làm. Không liên quan trên đây là hết là gì? Không có gì chứ, tại vì hôm nay mình làm cái concept hay vàng vàng xanh xanh bên ơi cho nó đẹp thôi. Hôm nay mình sẽ quyết định vào game vượt chướng ngại vật mới nhất hôm bữa game cập nhật. Mà hôm bữa không biết làm sao mình xui hay là nhân phẩm mình không tốt, bởi vậy mình vô không chơi được. Hôm nay mình quyết định là mình phải chơi được, tại vì hôm nay nhân phẩm mình lớn rồi. Bởi vậy mình vô thử, mặc dù là mình biết là sẽ có một chút xíu cùi bắp đó, nhưng mà mình cứ chơi thử cho chị em xem đi. Bạn nào mà chơi hay hơn bà Dê thì nhớ comment phía dưới cho bà Dê vui nha. Còn bây giờ thì vô luôn chị ơi. Đây. Bây giờ mình sẽ lát vào trong cái khu mà chơi game ha chị em ơi. Đã Obivay tiếp tục, hôm bữa mình không có chơi được thì hôm nay nhớ quyết là mình phải chơi được. À bà Dê biết lý do tại sao mà hôm bữa bà Dê không có vô được đó mọi người. Tại vì bà Dê vô ngay đúng cái lúc mà game lại tiếp tục cập nhật, bởi vậy game không có cho mình vô. Bởi vậy hôm nay mình sẽ lết vô mình chơi thử nha. Đây, đang tìm bạn chơi cùng. À, trong cái vòng này á, thì sẽ có 20 bạn cùng chơi nha mọi người. Trời ơi, hôm nay mình vô được rồi, mừng xỉu luôn mọi người ơi. Vượt chướng ngại vật nè. Đây, mọi người có thấy á, là xung quanh là cái chướng ngại vật của mình rất là nhiều luôn. Mình phải vượt qua từng mức á, thì mình sẽ không có bị... Hình như bà Vy nghe đồn á, là đụng vô cục đỏ là nó sẽ bị chết rồi mọi người. Bởi vậy mình phải né cục đỏ đi. Đây. À. Ủa, gì vậy? Tự nhiên cái biến này mặt cười vậy ta? À, bà Vy biết rồi, hình như là khi mà mình hình như cái nút này á, là lúc mà mình bị chết á, thì mình sẽ quay trở lại cái mức này, mình sẽ không có bị quay lại từ đầu á mọi người. Quá là xịn luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục mình đi, mình né cái mức đỏ ra nha. Trời ơi, bà Vy sợ muốn chết luôn. Mỗi lần mà chơi với cái trò mà vượt chướng ngại vật này á, là kiểu là tôi bị vui đó mọi người. Đây, bây giờ mình sẽ né. Ôi, né tí xíu nữa là cái cánh của bà Vy trúng ngay đó luôn rồi. Qua, ý, có cái bạn nhận ra bà Vy kìa. Trời đất ơi, kêu chú Vy luôn. Chào, trời ơi, bé gấu của Vy nè bạn. Bạn này nè, hôm nay được lên TV luôn nha. Rồi, ok lên luôn, trời ơi. May mắn lắm luôn mọi người. Hôm nay bà Vy đi chơi còn gặp được một bạn fan nữa, rất là vui luôn. Rồi, ok la, các bạn nhìn em đi chơi à. Tôi không có cách bạn được bà ơi. Hù hù, bây giờ bà lo, bà tập cho bà chơi kìa bà. Đó, mình tính ý. Trời đất ơi, bà Vy chết rồi mọi người. À, mình không được đi vô cái vạch màu trắng mọi người. À, hiểu rồi. Không được đi vô cái vạch màu trắng đó. Rồi, xong nữa rồi. Không được đi vô vạch màu trắng và vạch màu xanh dương nhạt nha. Nói chung là cái vạch nào mà màu nhạt thì mình sẽ không được đi qua. Còn cái vạch là màu đậm thì mình có thể bước tới nhà rồi. Ok, vậy là mình tiếp tục đi tới vòng tiếp theo rồi. Em anh chị nè, chị biết rồi, bây giờ tập trung chơi đi. Chứ chị không thể nào mà không tập trung chơi ở cái vòng này được. Bé như thông cảm nha, bây giờ mình phải tập trung chơi để cho mấy bạn xem với mình tới đây nè. Dám. Ớt nè, nó chưa xanh nữa. Mọi người đó. À, mình đứng lên cái mức xanh này thì mình sẽ được an toàn á. Lên nè, lên nè. Thôi chạy quá luôn nè. Hên quá à, đó. Rồi mình nhảy tiếp. Trời ơi, cái chiếc trời nó dài, không biết là khi nào mình mới vượt qua nổi luôn mọi người. Ủa, cỡ này lấy gì đây? Ồ. À, đây, bà Vy sẽ chạy tiếp tục như thế này. Ui, trời ơi, hên quá, trời, hôm nay sao chơi giỏi quá vậy? Hôm nay ai nhập rồi? Thấy bắt đầu nhập chơi dở rồi đó mọi người, đó thấy ghê chưa? Ý gì mình né mấy cái cục đó ra, chứ không thôi mình sẽ bị té đó chị em rồi. Quá là xịn xòn rồi canh luôn chị em ơi. Ủa, dậm. Cười lên nè, cười lên nè. Cười lên em ơi. Ui, ui, trời ơi, trời. Thấy chưa? Ui là trời, cười bắt chưa? Cười bấm, cười mé, nhưng mà mình vẫn ghét chơi đó. Rồi dậm. Trời đất ơi, sao cái này nó lắc như vậy? Cái wifi nhà tôi này chắc luôn á. Ý dậm đi, chứ không thôi đi xíu nữa phải quay lại vòng á mọi người. Rồi xong. Chưa kịp gì chơi luôn á. Cái bà kiểu như là bà đứng bên đợi tôi chơi chung hay gì nè. Ơi hên quá à. Quá rồi mọi người ơi, mừng xỉu. Thì cuối cùng mình cũng thì hơi quá vậy. Chạy. Trời đất ơi, chạy không kẹt luôn đó chị em. Trời ơi, chơi này dễ quà không nghe. Cái này là dễ, rất là dễ quà luôn đó chị em ơi. Rồi, tiếp theo, dòng tiếp theo nha chị em. Ủa sao mỗi lần mà tới cái mức này cái mình bị lắc wifi là sao ta? Rồi xong đúng cái cột này rồi. Ủa, hình như bà Dê nhớ có cái phần vật phẩm mọi người. Hôm bữa game có tặng mình phần vật phẩm á. Đây là bất bại nha mọi người, chạm vào khói chết cũng không chết. Và bên sẽ thử sử dụng cái bất bại này xem coi mình chạm vô khói đỏ mình có chết không nha. Đó, chạm vô. Ý, qua luôn chị ơi, quá xịn xò. Nhưng mà cái khói bất bại này mình chỉ
chỉ sử dụng được trong một cái thời gian thôi đó mọi người, tầm 2 phút mấy đó. Bất bại. Trời ơi, mình được nhà game tặng mình phải chơi cho đúng không chị em? Dũng lên ồ chung gì chơi. Rồi, bất bại luôn chị em ơi. Đó, mình cứ qua nó dễ dàng như thế này. Đó, dễ vậy đó mà té đó là ừ. Rồi chơi cùi bắp ai bằng đứa bà dê đó. Rồi, mình qua tiếp rồi chị em ơi, quá xịt xà luôn. Wow. Đừng ai nói tôi chen ghe nha, thật ra là tôi chỉ sử dụng những cái gì game cho thôi đó mà chị em. Miệng mình nhảy qua cục tiền nè, mình bình tĩnh lại nè. Rồi mình nhảy qua cục vàng nè. Đó, rồi mình đi từ từ qua. Nhắm. Trời ơi, mỗi lần mà bất bại cái bà V chớp lấp lánh dễ thương ghê mọi người. Qua, rồi mặt cười. Rồi, ủa cái này là gì? Bong bóng. Mình cứ nhảy như thế này nè, tao nói nó vừa yes rồi vừa luôn đó chị em. Vô. Đó, rồi tiếp tục. Yeah, bấm bài quá đi hồi. Oh yeah. Trời ơi, mình đi công nhận sử dụng cái này mình đi qua nó dễ dàng dễ sợ luôn đó chị em. Ui, công nhận cái nhạc game này hay ghê. Hay ghê, té cũng như ghê rồi. Qua khúc này hơi căng nè mọi người. Đó, mình phải cẩn thận. Qua. Bà V thấy có nhiều bạn á hả, ăn được cái luôn vàng á, không biết chừng nào mình mới ăn được cái luôn vàng nữa hả chị em, không biết chừng nào nữa. Thôi mình ráng mình chơi thử. Rồi hiện tại là bà V đã chơi được 6 phút mấy rồi đó chị em. Đó, thấy không? Khi mà mình chơi á thì bên đây nó cũng sẽ tính giờ cho mình luôn. Đó, đây. Yeah. Trời ơi, mỗi lần chơi tao nói vui yes, vui luôn đó chị em. Ủa rồi vui ghê. Trời ơi, đang vui nghe, đừng có để vui nghe. Thầy diệt rồi đấy, diệt rồi đi. Trời đất ơi, sao nãy giờ chưa qua đây được nữa. Mình xéo ta. Hình quá gì vậy? Trời ơi, ý, có cái gương đó mọi người. Wow, vậy bà sẽ thử mở ra. Wow, được 65.000 thì sao bà? Điểm 2 điểm vương miện vào. Đã quá cho chị em. Tiếp nè. Cái này á là khi mà mọi người á thấy cái vạch xanh này, nếu mà mọi người không sử dụng vật phẩm á thì mọi người sẽ bị chạm á. Đó, tiếp luôn. Cái này mình phải bình tĩnh nha mọi người. Với lại á, mỗi lần mình nhích á là mình phải nhích chút thôi. Rồi lên nè. Trời ơi, đừng có nói là tới khúc này mà thua nhé. Rồi qua nè chị. Cái màu đỏ này á là mình phải né nó, mình không có được cho nó đụng mình đó mọi người. Tại vì bà V đã hết vật phẩm rồi. Thấy chưa? Tôi nói gì mà. Giờ bà V chơi cùi bắp quá. Đó, mình đợi nó nhảy. Đó. À, mình phải đợi nó bắt đầu xuống cho mình chạy nè. Đó, chạy. Trời ơi, hôm nay mình cái gì vậy? Ừ. Vậy là qua giỏi. Thôi để mình zoom to cái màn hình ra để mình nhìn cho nó kỹ với mọi người. Nhìn kỹ ghê đó. Nhìn kỹ mà vẫn thua luôn đó. Wow nha. Rồi xong, sử dụng vật phẩm mọi người. Wow rồi. Không thể mà tóc đi được luôn á. Ủa mình sử dụng vật phẩm sao mình vẫn bị rớt xuống vậy chị em? Ủa là sao? Thiệt luôn á, vậy là cuối cùng là sử dụng vật phẩm cũng như không luôn á mọi người. Thôi kệ luôn đi. Buồn ghê đó. Rồi lên luôn em ơi. Ý, có một cái bạn hạng 3.000 mấy cho mọi người. Mấy cái bạn này là đã tới đích được luôn rồi đó. Nên mình mới có hạng á mọi người. Là mình sẽ đi bên cái đường này cho nó chắc ăn đó mà. Yeah. Rồi tiếp theo bà dê ý gì? À, bên đây mình sử dụng vật phẩm được nè mọi người. Đó, mình đụng mấy cây này mình vẫn không có bị gì luôn. Đây, tiếp luôn chị ơi. Dơ. Trời ơi, công nhận chơi mấy cái nhầm này vui dễ sợ mọi người. Theo kiểu là mình cứ tới như thế này là ok la nha. Mà quan trọng là có mấy cái giọng nó hơi khó một chút xíu, mình phải cực kỳ căng thẳng. Cái này không sao, cái này bà phải sử dụng vật phẩm rồi. Không sao. Xanh, đó. Trời ơi, sao mỗi lần mà nhảy qua cái chướng ngại vật là bà V cứ bị su cành na sao á. Rồi, qua đây nè. Qua rồi, sao không giảm mặt cười lên đi. Cười lên. Rồi, đó, cái khúc này cũng hơi căng nha chị em. Cái khúc này là sử dụng vật phẩm hay không sử dụng vật phẩm cũng không có thể nào mà đó. Nữa vậy. Thôi nói chị em, trời ơi, đừng tự mình. Khúc này mình phải đi chầm. Ủa, lên được nè, khỏi cần nhảy lên. Cái màu đỏ thì mới cần nhảy nè. Đó, chắc luôn. Màu tím nè. Đó, trời ơi, đừng nói nha.
còn tụt xè mà bị tè nha. Rồi qua nè, qua nè, qua nè, da, 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 da. Rồi tiếp lục về, ui, vui, vui, vui. Cái này dễ nè, cái này dễ nè, đó. Trời đất ơi, hay quá. Hồi nãy giờ mình đã chơi được bao nhiêu phút rồi ta? Cái này là mọi người phải né qua sát bên nè mọi người. Xong cái mình quẹo qua đây. Ý nãy giờ mình chơi được 12 phút mấy luôn rồi. Ủa tự nhiên cái tôi đủ mà, tự nhiên cái tôi dặm dặm ở đây chi ta. Qua 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 a. Bỏ té lại nào. Qua. 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 Lại là thằng chú mới mọi người. Qua. Ra tiếp nào. Dạ mọi người hợp. Trời 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 trời. Qua đây nè. Dậm vô, dậm vô, dậm vô. Mình đã hết vật phẩm rồi nè, nên mình đã sáng trở lại. Nên mình phải né những cái cục này nha mọi người. Wow, wow, wow. Trời, mỗi lần chơi game tụi nó hồi hộp. Mình gót tim ra ngoài luôn. Ừ. Mình gót xuống dưới luôn, chứ không phải mình gót tim nữa mọi người. Đó, rồi. Lên luôn, lên luôn, chị ơi, lên luôn, chị ơi. Giờ, 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 giờ. Trời ơi, hay quá. Hôm nay mình có thể vượt qua được tới đây là mình cũng đỉnh cao lắm luôn rồi chị em. Thấy ghê chưa? Trời ơi, công nhận là cái trò game này nó cuốn dễ sợ luôn chị em. Vui, 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 vui lắm nha. Vui dữ luôn á. Ờ, đó, rồi qua là đó. Thấy ghê không? Yeah, 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 yeah. Quá, lại là một cái hộp về đúng không mọi người? Ủa, xịn sợ chưa? Qua wow, được 70.000 tiền sao và 2 kim cương này. Ý, được thêm kim cương nữa nè. Ui, bà Vê được thêm 2 kim cương nữa. Xịn luôn. Thầm 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 thầm. Mình vẫn tiếp tục mình chơi, mình chơi, mình chơi quả luôn đó. Ê rồi, lòi hồng. Té lòi bán mặt ghê luôn. Mình phải bình tĩnh nha chị em ơi. Bạn nào á, mà chơi xong cái màn này rồi á thì nhớ comment phía dưới cho bà Vê biết nha. Đó, ý khúc này qua dễ quá vậy. Nè, ở khúc này á là mọi người phải ném cái vạch đỏ nè với lại kèm theo mình nhảy lên nữa đó. Tôi chưa kịp nói gì hết trơn là tôi đã té rồi đó chị em. Ơi 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 trời, bà Phan này cưng quá à, bà đợi tôi nãy giờ đó. Ý à, cái vạch đỏ đó mọi người, cái vạch đỏ đi. Mình đứng đây thì có sao không? Ồ, mình vẫn chết mà nữa rồi. Không được sử dụng vật phẩm, không được sử dụng vật phẩm, không được sử dụng vật phẩm nha. Vậy là chơi gian đó. Rồi tiếp nè. Rồi nè, bình tĩnh nè. Nhảy cái nữa nè, xong cái nhảy lên nè. Quà hình quá, hình quá. Trời ơi, hơi quá. Có linh chị, ok là bé yêu luôn. Bây giờ chị đã qua được rồi nè. Hay chưa, hay chưa. Trời ơi, hơi quá mọi người ơi. Đó, ý. Ôi, hơi quá mém tí xíu nữa là té lòi nữa rồi. Ý, dạ, dạ, dạ. Trời ơi, giờ chí. Dăm, dăm, dăm. Rồi tiếp ở đây là mình vẫn phải né những cái vạch đỏ luôn nha chị em. Quà. Quà. Đó, ý thì tự nhiên cái nó dằn lên. Cái này nhìn giống như chiếc thiền hay là cái bảng mặt người nào nhìn mắc cửa mà. À, qua đây. Trời ơi, được rồi. Mừng xíu, mừng xíu. Trời ơi, sao bà gấu bà chơi hay vậy? Vừa nói bà chơi hay xong cái bà chết y chang tôi luôn. Ý bà qua được rồi kìa. Đó. Đó. Đó, mình lấy dĩa, mình lấy dĩa qua liền mọi người. Đó, thấy ghê không? Ủa là sao? Rồi dám, vô qua đây rồi. Rồi, vô nè, vô nè. Ý, rồi té lời hầm. Rồi, bà Vê hiểu rồi. Rồi, hiểu rồi. Nó vừa mở lên là mình phải bay qua liền nè mọi người. Đó. 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 Nó vừa mở ra mình phải bay qua liền luôn. Ơ. Ủa, sao vậy chị em? Trời ơi, quạo nha, quạo nha. Quạo thiệt á. Trời ơi, vô nè. Tập trung nè, không có giỡn nữa nha, không có giỡn nữa nha. Mình đàng hoàng, mình nghiêm túc, mình chơi đó. Mình không có giỡn hết gì ở đây hết trơn á. Rồi vô nè chị em, vô 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 vô. Hên quá trời ơi, bà nằm bà đợi tôi luôn. Hà ghê. Đây, đây là cây búa này, mình phải chạy qua đây. Đó, mình đứng này mọi người, đó. Để không có bị cây búa nó đập vô đầu mình đó. Ờ rồi, chạy 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 chạy. Chạy 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 luôn. Dậm vô đây mọi người đó, thì ghê không? Đó, đó, cái bà gấu này bà chơi ghê thiệt. Đó, thì ghê không? Dạ, bây giờ mình sẽ tiếp tục mình né những cái cục màu đỏ này nha chị em. Không thể mà đụng vô những cái cục màu đỏ như thế này được. Dạ, tiếp luôn, tiếp luôn. Rồi, thấy chưa? Vừa mới nói xong. Vừa mới nói xong cái mình suka na, suka ơ, suka ơ, ơ, ơ. Rồi, vô luôn. Rồi, hai nữa nè. Tiếp luôn, chị ơi. À, phải lên trên cái cây này. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Ủa, trời. Nó xô nha. Rồi, lên nè, lên nè. Cái này
luyện được cái lòng kiên nhẫn lắm đó chị em. À, nhiều khi mình quạo nhưng mà mình vẫn phải bình tĩnh để mình nói chuyện đó chị em. Rồi vô. Dám. Dạ đây qua dẫm chân tại chỗ hai ta đó. Đi cái này là giống như là cái dấu thăng vậy mọi người. Cái dấu thăng xoay vô. Trời bà kia bà nằm kia bà ngủ luôn hay gì nè đó. Ý à, mình quay với bạn rồi nè. Trời ơi, dẫm đó. Hay ghê ha. Bây giờ bà sẽ nhảy qua đây nữa nè. Mình không có được lót xuống dưới, không thôi lót xuống dưới mình sẽ bị tít là hàm đó. Rồi vô. Trời ơi, lục thích của mấy bà cờ gửi tôi. Bà là nhiều đất luôn. Quá yêu. Đó, giờ mới qua đó chị em, khổ chưa? Tự nhiên cái tôi lắc một cái bèo cái là tôi quay về nơi bắt đầu luôn rồi. Thấy chưa tụi bố. Rồi xong lắc rồi đó chị em. Thôi khỏi luôn đi. Chắc bà cũng xin kết thúc clip tại đây luôn á mọi người. À, để mình đợt sau mình chơi tiếp với chị em. Chứ hả mình mới tới cái vòng này á thì mình cũng hơi bị sukana ha. Ok.